Ngõ ngựa vang xa hẹn bình minh xuống chờ. Chờ tình đã hẹn gặp lại giữa chợ phiên. Hồi mũi câu vai cùng nhau xuống núi bàn gần bàn xa. Ta về đây đủ hồi. Điều xòe ốm nghiêng vui đôi xuân lòng tầm. Sắc màu thổ cầm vai áo nụ cười duyên. Đàn ngồi hai mân say trong câu hát đắm say lẫn đầy. Lời ca ba tiếng, tiếng kèn ngân nga gọi người thương xuống chờ. Chờ tình đã hẹn tình bạn giữa chợ phiên. Lời ca giao duyên cùng nhau xuống núi mời bạn gần xa. Ta về đây chạy thôi. Điều phèn ốm nhưng anh cùng em xuống chờ. Sắc trang cầu cầm rực rỡ nụ cười duyên. Cùng lành hôm nay mẹ say thắm cố. Đắm say đã say. Rượu mù mệt lá. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng với anh Đông và em Tuyên. Thì ba anh em thì đi mua gà cho anh Đông. Đấy, thì hôm qua thì Hoàng Hiền cùng anh Đông thì đi xuống hỏi gà rồi. Tuy nhiên thì hôm qua thì nhà cô đó thì thả gà các bác, cho nên là không mua được. Thì đã hẹn với cô là hôm nay thì nhốt gà vào để mấy anh em thì hôm nay sang mua gà cho anh Đông. Thì Hoàng Hiền thì là mới nhận thêm được cái số tiền của anh Lâm ở Hiệp Thành, Bình Dương. Đấy, có gửi thêm cho anh Đông là 300.000 đấy, để mua cho anh Đông một con gà trống anh Đông nhá. Đấy, thì hôm trước thì là em Hạnh Trần ở bên Hàn Quốc thì có giúp anh đó là 1.940.000 nhá, để anh mua gà. Thì em lại mới nhận thêm được 300.000 của anh Lâm ở Hiệp Thành, Bình Dương. Anh cũng rất là thương anh, rất là quý anh. Anh có xem được cái video của em và có gọi điện thoại đấy, động viên hỏi thăm anh và có gửi cho anh là 300.000 đấy để anh mua một con gà trống nhá. Đấy, thì anh có muốn nói gì với anh Lâm ở Bình Dương không? Anh thì không biết nói kiểu gì được. Cảm ơn anh Lâm. Thì là anh cảm ơn anh Lâm ở Bình Dương nhá. Và em Hạnh Trần ở Hàn Quốc nhá. Đấy, giúp anh là 1.940.000. Đấy, thì cái số tiền của em Hạnh Trần nhá, 1.940.000 đó thì anh em mình sẽ mua hết gà mái. Đấy, còn 300.000 của anh Lâm kìa thì anh em mình sẽ mua một con gà trống nhá. Đấy, bởi vì là mua một con gà trống thôi thì nó sẽ kích thích gà mái, nó sẽ đẻ nhanh nhá. Còn nếu mua nhiều gà trống thì về nó lại mổ nhau được không? Dạ. Nhá. Đấy, thì là bây giờ thì là mấy anh em mình đi nhá. Đấy, thì hôm nay là nhờ của em Tuyên đi các bác. Đấy, để em Tuyên em ấy tí em ấy giúp anh Đông được khiêng gà. Đấy, không mình anh Đông thì là không vác được. Đấy, thì qua đây thì Hoàng Hiền cũng thay mặt anh Đông đấy, cảm ơn em Hạnh Trần ở Hàn Quốc cũng như là anh Lâm ở Bình Dương rất là nhiều đấy. Xin kính chúc cho em Hạnh Trần và anh Lâm cùng toàn thể gia đình có một cái sức khỏe dồi dào và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn rất là nhiều đã quan tâm đến anh Đông đó. Tuyên cầm của anh Đông cái lồng. Đi dưới luôn này. Đấy kìa, mua ở nhà trong kia các bác.
Anh đâu biết cây gì đây không? Đây này. Cây này là cây vừng. À, cây vừng. Ừ. Chính xác đấy. Cây vừng. À. Mùa này là nhà ca thì được mùa ấy. Ừ. Nhà ca thì trồng nhà được ăn. Đang trồng à? Ừ. Nhà anh có trồng không? Nhà anh không. Nhà anh có mỗi ít ngô trên kia rồi à? Ừ. Ở nhà vẫn còn ngô cho gà đúng không? Ừ. Ừ. Chuồng trại đã dọn sạch chưa? Xong hết rồi. Xong hết rồi gì? Ừ. Thì bắt về thả thôi gì? Ừ. Về thả vào đấy. Ừ. Thế tí bắt gà vậy xong thì vào xem nhá. Ừ. Cái gà thì đỡ là... Úi dù. Cái gì ngã? Nhà mượn chén người ta. Hả? Thì đỡ là phải mượn chén người ta. Mượn cái gì? Kéo. Mượn kéo á? Ừ. Để làm gì? Để. Cắt cánh à? Ừ. Thì không là nó bay ra. À. Đấy, thì là chắc một bên thì đã nói ngặt đấy. Ừ. Ngặt một bên. Cắt cánh à? Chuồng kín không? Chuồng kín đi. Chuồng kín đi làm sao mà phải cắt? Sợ nó để bay qua lưới nhỉ. Bay qua lưới á? Ừ. Sợ nó bị bỡ vào. Ừ, chuồng kín thì chả cần đâu. Ừ. Nhá, cắt đuôi được rồi. Chỉ cắt đuôi đánh dấu đi. Nhá. Cắt đuôi cắt cánh. Ừ, cắt đuôi thôi. Mình biết được. Ừ. Nhanh. Rồi mũ nó nắng. Ừ, nắng đầu rồi, ốm này. Đây, các bạn nhìn anh Đông với em Tuyên. Tuyên cao gấp đôi anh Đông. Thế dưới thế nào? Nhà dưới. Có chó đấy. Em phải cầm que cẩn thận đấy. Có được que. Có rồi, chó được sắp nè. Ấy, ấy, có nhà không anh Đông? Hỏi nào. Tuyên đứng đấy, Tuyên này. Đứng đứng đấy. Để vào gọi gọi đó, chó lao ra đấy. Anh Đông cầm que anh Đông. Anh Đông ơi, cầm que đi. Cầm cầm gậy, cầm gậy. Rồi, ok. Anh cầm đi. Có ai nhà không? Cô ơi! À. Ai đấy? Ồ, xin chào nhá. Đang quét chuồng à? Vâng. Mẹ đâu em? Mẹ em đi lên viện với ông chưa về. Mẹ lên viện với ông á? Vâng. Không có nhà rồi anh đâu ạ? Không có nhà. Mẹ em đi lên viện với ông rồi chưa về đâu. Thế nhưng mình về nhá. Về hay đợi nhỉ? Đợi lúc nhá. Ngồi đợi lúc nhá. Ừ, đợi lúc nhá xem là như nào. Ừ. Ở trong bắt gà đấy rồi. Xe đi bắt gà đây. Ừ. Để em được gọi điện cho về chưa nhá. Em về luôn này anh em mình đợi. Còn nếu không thì anh em mình về xong thì bắt sau cũng được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Sau khi bao vừa gọi hiện đang bận. Cuộc gọi được tính theo cước thoại thông thường. Không được anh ạ. Ừ. Thôi, khả năng anh về đi. Hôm mai sang. Em nhà anh về nhá. Bảo mẹ tí nữa mẹ về thì bảo mẹ là để gà đấy nhá. Vâng. Để gà xong thì mai sang bắt nhá. Vâng. Bảo mẹ nhốt vào cho anh nhá. Vâng. Ừ, anh về đây. Đi. Thôi bây giờ về nhà nhá. Ừ. Về nhà em xem cái chuồng của anh như nào. Ừ. Nhá. Ừ. Dọn sạch hết rồi gì? Ừ. Quây kín chưa? Kín hết rồi gì? Ừ. Ờ thế được. Căng một phát khổ trong ai cù ngoài. Hả? Quay đây nè. Căng cái gì? Dạ, căng một phát khổ ngoài vào căng. Quăng căng lưới. Căng lưới á? Ừ. Căng chưa? Căng rồi. Căng kín hết rồi cái gì? Ừ. Từ ngoài vào trong à? Ừ. Có bay ra ngoài không? Không. Thì sợ nó thì bay ở cái lên đỉnh thôi. Bay trên đỉnh á? Ừ. Nhưng mà cái chuồng anh có cao không? Hả? Chuồng của anh có cao không? Còn ở trong thì không sợ. Ở trong không sợ đâu gì? Ừ. Vâng. Chơi nhà ăn nhà nó chơi cao rồi.
Xây cao rồi thì. Nóng à? Ừ, nóng á. Ôi giời, toát mồ hôi. Nóng mồ hôi đây. Anh có đau đầu nữa không? Anh có. Có đau đầu à? Ừ. Trong mũi. Tăng mũi nữa? Ừ. Vừa đau đầu vừa tăng mũi. Đêm về là mất ngủ. Đêm mất ngủ à? Ừ. Tối qua có ngủ được? Đêm qua không. Tối qua không ngủ được à? Ừ. À, thế là hai hôm mất ngủ hết rồi? Ừ. Được hai hôm. Không ngủ được. Ừ. Cứ thức rồi. Có. Cứ một ký thì cái, nếu vào được bận bận ký thì không bắt đầu lại ngủ được. À. Ừ. Có nghĩa là cứ thức trong cái muộn muộn ngủ một tí. Ừ. Xong lại thức à? Ừ. Anh có hay bị đau đầu thế không? Anh thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng bị á? Lại bị. Ừ. Thỉnh thoảng lại bị thế. Ừ. Anh có uống thuốc gì không? Anh không. Không thuốc gì á? Ừ. À. Bây giờ còn rát mũi không? Anh thì... có ngàn ngàn mũi nữa không? Giờ nhưng mà là anh thì ấy thì đại bia bia cay vào đây đại dễ chịu. Bia tay á? Chịu chở cái này đấy. Bia tay ở mũi á? Ừ. Thì lại dễ chịu không? Ừ. À. Lại ngủ được. Lại ngủ được. Ừ. Nó xông ra ai? Nó làm sao? Xông. Xông á? Ừ. Xông cái gì? Xông mũi ở trong da ấy. À, xông mũi ở trong da. Ừ. Bè vào mà nó xông ra. Ừ. Thì không lại ngủ được. Nó lại ngủ được. Ừ. Cái này là cái ở trên thì chỉ là nó được. Ừ. Thì không lại bị ở dưới. Vâng. Đấy. Thì không lại là ở dưới này trên. À. Thì không lại bè. Vâng. Đấy. Để chỉnh lại cái áo. Đóng cúc ngược rồi. Ừ. Ngược. Bỏ lòng. Đóng. Cởi đóng lại. Lệch. Đóng lệch. Cúc áo. Đây, từ đây. Ừ. Chỗ này rách hết rồi, này anh Đông ơi. Ừ. Đâu ạ? Ừ, rách hết rồi. Được chưa? Chỉnh cái ngọn gàng. Ờ. Ừ. Đấy, được rồi đấy. Thôi đi vào đi. Ừ. Về nhà em xem cái chuồng của anh như nào nhá. Ừ. À, về nhà anh Đông các bạn. Nhà anh Đông. Bếp. Thôi vào chuồng gà thế nào. Đâu anh nhốt ở đâu? Vợ anh đâu? Vợ anh nó đi sới bãi ngô rồi. Vợ đi sới ngô á? Ờ. Thế hai con đâu? Hai đứa nó đi sang nhà bá. Hai đứa sang nhà bá rồi à? Ờ. Đi đâu chưa? Nó đi củ cưa rồi. Đi được chưa? Ừ. À, đâu chuồng đâu? Đấy, chuồng đấy. Đây anh nhốt đây á? Ừ. Đây à? Ờ. Bèo cái gì đấy? Bèo màn. Phải màn này á? Mà đỡ hoa vậy kìa, một lưới ở trong. Chỗ này lưới đây à? Ừ. Đấy. Chỗ này bục cái sao này? Anh Đông. Đây này. À, bục thêm cái lưới đen đây nữa. À. Đâu, cửa vào chỗ nào anh Đông? Cửa đây đấy. Hả? Cửa đây. Đâu? Cửa đây á? Cửa chui chỗ này á? Ồ. Thiết kế vào chỗ này chứ. Chỗ này chứ mà thì sợ nó ra thôi. Hả? Thì sợ nó ra mất. Sợ ra á? Ừ. Thế mình vào lại vén đây à? Ừ. Vén đây xong thì lại á? Lại cứ vào bình thường. Ừ. Ừ. Đâu cái máng kìa? Ừ, máng ấy. Đây á? Ừ. Ừ. Đây, mang rửa anh đâu ạ? Ừ. Rửa đi. Đâu thử vào. Này. Ui dồi ôi. Chuồng của anh Đông đâu để em vào được. Ui trời, chui vào vất vả quá anh Đông ơi. Thế này em không thiết kế được cái chỗ cửa vào như thế này. Đây, chuồng này. Nếu trong này anh quét sạch đi anh Đông ơi. Lấy cái chổi kia, lấy chổi vào quét sạch. Ừ. Mấy cái tải này bỏ hết đi. Tải á? Ừ, bỏ hết để làm gì? À, cái này đây là máng đấy à? Ừ, máng đấy. Ờ. Máng gà chân gà đấy. Máng chân gà đây à? Ừ. Ừ. Này tí rửa sạch hết đi. Ừ. Nhá. Ừ. Rồi, phần gà ở đây đi. Từ ngày xưa nuôi đúng không? Chả còn cái nào nữa. Lấy cả cái máng này nữa anh Đông nhá. Tí mang rửa sạch hết. Anh bỏ ra ngoài. Để ra ngoài tí rửa. Chỗ này có bóng điện không? Bóng điện à? Bóng điện không? Không có à? Không có. À.
Đấy, để ở ngoài đi. Đấy, anh quét hết một lượt đi. Cho nó sạch. Đá đâu giờ có đấy được. Đông rất chịu khó. Ôi, chỗ đấy bé quá anh Đông ạ. Hả? Cái nỗ bé quá. Nỗ đi chứ. À nhân gạch đấy à? Nên đặt vào ấy. Thì là nếu mà nó đáy của thì đường thắt là rã. Vâng, đấy. Vẫn hơi bé. Cái phân gà sau anh cũng phải quét dọn hàng ngày nhá. Phân đã. Phân đã ăn được không? Khu bờ đống. À. Thì không ăn co bỏ cải. Đúng rồi. Đấy. Chính xác. Xong để mình bón ruộng. Nhá. Đúng rồi. Xong anh nhà có chấu không? Nhà không. Không có chấu à? Chấu thì đại gia chờ phải chờ người ta xác thì mới xin được. Vâng, đấy xong anh xem nhà nào có xin ít nhé. Để mình ráp vào. Để cho nó khi nào nó cái phân của nó vào đấy thì nó đỡ bẩn. Nhá. Quét dọn thường xuyên thì nó đỡ bệnh tật. Đây ở trong nữa, anh quét nó trong này. Nó sạch sẽ. Chỗ này trước nuôi lợn đây đúng không? Chuồng lợn đây này. Chuồng lợn đây. Đấy phải tí anh phải chèn hết về mấy chỗ đấy. Đấy, hết vào đây. Được chưa? Nóng trong này nóng hợp nhỉ. Chỗ đấy thun ra đâu được? Hả? Con chỗ thử đường ra. Có đâu à, hố bên đấy à? Dạ mình đã lại hai hố rồi. Bây giờ xong mang cái máng này ra rửa đi. Hả? Mang cái máng này ra rửa anh ạ. Rửa cái này mà. Xoay xoay chưa? Chỗ đấy được chưa? Được rồi. Được rồi, anh cầm cái máng này ra đi. Mang cả hai rửa hai cả hai kia đi. Nhét vào à? Nhét gì đấy anh Đông? Ăn gì? Co đi, chứ co phải nhét vào. Nó lại phải làm gì? Cái cống. Hả? Cái cống. Cống á? Ừ. Ngăn đỡ chuột đỡ vào à? Ừ. Rồi, vô chỗ cầm nha. Xong anh thiết kế lại cái cửa nhá. Vào thì cứ phải chui chui ở dưới. Dạ. Đúng không? Ừ. Nhá. Đây là cái chỗ này này. Thiết kế lại đi, nhá. Dạ. Đây Tuyên cầm này ra rửa cho anh Đông Tuyên. Em còn máng đi, anh Đông cầm hai này đi. Được. Đi. Đấy, Tuyên cầm cái kia cho. Lên. Cả hai bên lên. Ướt lên. Đấy, anh cứ phải đánh sạch hết, chưa? Đấy xong thì một hai hôm nó bẩn anh là phải rửa luôn. Anh Đông nhá. Bởi vì là nếu mà anh không rửa là nó sẽ bị bệnh tật đấy. Gà nó ăn là nó ốm và nó lại dẫy đành đạch như là trước anh bảo ấy. Trước anh nuôi gà bé là bị dẫy đành đạch à? Xong thì lăn quay ra. Không chữa được. Phải không? Cái nâu bám chắc lắm. Anh muốn nuôi lợn không? Anh không. Không muốn nuôi lợn à? Sao? Dạ nấu chăn thì lại phải mua đây, mua cắm xe dâu. Mua cám à? Ừ. Lại phải đun. Lại phải đấu đúng không? Ừ. Lại kiếm củi à? Ừ.
Thế là anh lại phải hái củi về xong rồi nắm bếp. Ừ. Xong rồi lại nấu. Ừ. Có tắm. Đất đúng không? Ừ. Không có tiền mua cám nhỉ? Ừ. Thế vì anh có thích nuôi bò không? Anh có. Có? Ừ. Tại sao lại thích nuôi bò mà không thích nuôi lợn? Thì là anh trồng được cỏ. Hả? Anh trồng được cỏ. À. À, anh cắt thì cắt cỏ vì cho anh. Có nghĩa là bây giờ nếu mà anh mà nuôi bò thì là anh trồng được cỏ. Ừ. Thì là anh không có tiền mua cám đúng không? Ừ. Là cho nó ăn là được. Ừ. Còn nếu mà anh mà chăn lợn thì anh có tiền mua cám đúng không? Ừ. À. Thế bây giờ các bác mà có giúp anh được giúp anh có bò chăn thì anh có vui không? Anh vui lắm. Vui lắm à? Ừ. Ừ. Đấy, anh dựng đấy đi, nó khô. Hai anh này dựa nốt đi. Cái này anh cũng phải rửa thường xuyên nhé. Đây là cho anh cho nước nó ăn, nó uống đúng không? Ừ. Đấy. Cái này là mỗi ngày anh phải thay nước một lần. Nhá. Ừ. Nếu mà mùa hè nó nóng thì anh phải cho nó hai lần. Ừ. Anh phải kiểm tra liên tục. Ừ. Buổi sáng anh cho nó uống nhá. Ừ. Xong thì là buổi trưa anh phải ra kiểm tra cho nó. Ừ. Nó uống hết thì anh phải thay nước luôn. Ừ. Nhá. Đổ cái nước cũ đi. Thay nước mới. Ừ. Nhá. Để là nước cũ nó uống, một là nó hết rồi và hai là cái bụi bẩn nó bắn vào đó. Anh thay nước mới cho uống cho nó đảm bảo. Ừ. Nhá. Ừ. Đấy là phải rửa thường xuyên, rửa cả ngoài ấy, cả trong cả ngoài anh phải rửa sạch hết. Thì nó ăn uống nó sạch sẽ nó không bị bệnh. Lấy cái rẻ rửa. Đấy, lấy cái rẻ kia. Đỏ này đấy. Đánh xanh. Xong thì sáng mai nhá. Ừ. Sáng mai sang bắt gà nhá. Ừ. Em vừa gọi lại được cô ấy rồi. Cô ấy hẹn là sáng mai. Ừ. Sang bắt. Ừ. Hôm nay là cô ấy lên trên viện. Ừ. Thăm bố cô ấy bị ốm. Ừ. Nhá. Ừ. Đấy. Thì là có việc đột xuất như thế nên cô ấy không ở nhà được. Nhá. Ừ. Vâng. Sáng cô ấy gọi cho em để bảo em nhưng mà cái điện thoại em lại hết pin. Ừ. Cho nên em không biết. Đúng. Vâng. Được chưa? Rửa vào trong đi, rửa vào trong đi. Ừ, bắt đầu. Đấy, đánh vào trong sạch hết đi. Cả ngõn nhanh. Rửa trắng ngõn luôn à? Ừ. Răng ở này có chịu khó đánh không đấy? Có. Ngày đánh mấy lần? Hai lần. Hai lần đó? Ừ. Vào thời gian nào? Hả? Vào thời gian nào? Buổi tối. Buổi tối này. Buổi sáng. Buổi sáng. Ừ. Được. Rất tốt. Ừ. 10 điểm. Ừ. Ừ. Thuốc này có hút nữa không? Bỏ rồi. Bỏ chưa? Bỏ rồi. Bỏ rồi gì? Ừ. Chắc chắn không? Chắc chắn. Chắc chắn nhá. Ừ. Xin thề đi. Chắc chắn. Được, nhớ nhá. Ừ. Em mà nhìn thấy em không vào đâu ấy. Ừ. Các bác mà biết anh còn hút thuốc là các bác không thương anh ở đâu đấy. Ừ. Nhá. Ừ. Bây giờ các bác đang rất là thương anh đấy. Ừ. Rất là quý anh. Em cũng như vậy. Em rất là quý anh và rất là thương anh. Ừ. Coi anh như người anh trong nhà ấy. Rất là muốn tốt cho anh. Ừ. Nhá. Ừ. Đấy. Thế anh hút thuốc lâu chưa? Anh á? Vâng. Hút từ lúc mấy học thôi. Hả? Mấy học thôi. À mới học hút gì? Ừ. Ừ. Đấy thế bỏ ngay là được. Nhá. Ừ. Hút thuốc nào thì đúng không? Ừ. Thuốc lá có hút không? Không. Thuốc lá không hút đâu đúng không? Ừ. Ừ. Thế là tốt đấy. Lá là người ta là hút nhà là bị hỏng phổi. Bị hỏng phổi á? Ừ. Thuốc nào cũng thế. Ừ. Nhá. Ừ. Thuốc nào hút nó cũng hỏng phổi ấy. Ừ. Nó cũng hỏng các cái bộ phận trong cơ thể mình chứ không phải riêng thuốc lá. Anh Đông nhá. Ừ. Đấy. Cho nên là anh phải bỏ ngay. Ừ. Sạch hết chưa? Chả hết rồi. Chả hết rồi thì. Ừ. Ừ. Thế bỏ thuốc rồi đúng không? Ừ. Bây giờ có bị ngớ ngẩn nữa không? Anh không. Không gì? Ừ. Cái sao nó anh bảo là bỏ thuốc thì bị ngớ ngẩn? Thì không lấy gì đi, thèm quá. Thèm quá à? Ừ. Bây giờ có thèm nữa không? Không. Không thèm đâu gì? Ừ. Bỏ rồi gì? Ừ. Chắc chắn nhá. Ừ. Ừ. Nhớ là không được hút đâu nhá. Ừ. Em mà thấy ai bảo anh nhìn anh hút thuốc mà em không vào ở đâu đấy. Ừ. Nhá. Ừ. Rồi. Đấy vì anh cứ rửa cái này không để gọn đấy nhá. Ừ. Xong rồi em vòng ra em về đây. Ừ. Xong rồi mai em vào thì là anh em đi mua. Ừ. Nhá. Ừ.
Vâng. Đấy, thì là bây giờ thì Hoàng Hiền cũng quay về các bác. Mai thì sẽ đưa anh đi mua sau. Hoàng Hiền vừa điện lại cho cô kia được rồi. Ngày mai anh em sang. Thì bây giờ Hoàng Hiền cũng xin là kết thúc cái video này ở đây. Và xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo của Hoàng Hiền. Và xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và rất là mong các bác sẽ ủng hộ Hoàng Hiền bằng cách đó là like, đăng ký kênh và nhấp vào chuông bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ các cái video của Hoàng Hiền và chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh tới các quý vị khán giả và các mạnh thường quân khác để Hoàng Hiền cũng đồng hành với các bác, giúp đỡ thật nhiều bà con có cái hoàn cảnh khó khăn. Hoàng Hiền xin cảm ơn các bác rất là nhiều và xin chào các bác. Anh Dông chào các bác. Em chào các bác. Vâng. Chào các bác nhé.